phà. Có phà chút xíu à. Quá trời xe luôn. Thì các bạn là review. À, anh em chơi kiện thì các bạn được không? Con cháu à. Được rồi, vậy với cái đế dữ lắm. Cái đế. Quá trời xe luôn. Mới xuống rồi cả nhà, đầu khoảng 10 phút, đây cái sông sông nhỏ, tầm khoảng 10 phút là sẽ qua bên mấy cồn bên kia. Bữa nay hứng đi qua cồn gần nhà này cả nhà. Đang chuẩn bị lên phà cả nhà ơi, phà cập bến rồi. Lên phà. Chạy chút xíu nữa là tới chỗ vô úp luôn á nha, vô gà luôn. Qua Vinh thấy con bổ dưới rồi. Tới cội vậy nha. Sáng giữ mua mấy ổ mì à, cho mấy chú cháu ăn. Ồ. Nhìn nha, rất quá đẹp luôn. Ngồi vô úp mấy ổ mì. Ông anh nó về đây thôi Vinh, về điện cái gì? Về điện cái mấy cậu một cậu điện đường này hả? Con điện trắng này hả? Hồi nãy đậu hả? Nhìn vô gà lại đi. Đợi thử con coi nó có bề không. May quá trời. Phải
Thank you.
nữa rồi. Nó mò đâu vậy? Nó mò đó. 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 Mình coi trong, 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 trong. Về trong chuyện nguyện gì không? Đẹp, chim đẹp quá này. Mới giờ quá. Chết dính luôn rồi. Trời ơi, cu phiếp rồi. Ta dụ quá. Để ghi nha. Rồi. Từ từ. Dính luôn. Đi. Ây da. Im nha cả nhà. Ủa dễ vậy, chứ sao cứ mắc mọi vô? Cứ mắc mọi điện thoại. Cứ mắc mọi vô luôn. Mày coi cái bội kìa nha, để hỏi gì cho bội nhỏ đi luôn á. Không tính đâu. Như là dạng đỡ đỡ nè. Ai điện á? Coi dính sau không? Trời. Như gấu à. Alo. Như gấu à. Lông đuôi tưa tả chân. Đá à. Ê. Dục à. Dục. Bắt tôi mọi người. Để bắt mồi vô luôn cái nha. Chứ khách lại gặp người như dạng rồi. Ừ. Nè. Cái ông anh Vinh với cá cư đang cuốn giò vô. Đi tại đi lấy cái đồ đựng như đựng nó vô. Cái hồ cá dò mình ở dưới đó. Cái hồ cá dò ở dưới đó. Dạ. Nãy mà ngồi con chiếc cái bay qua cũng xuyên nữa. Vẫn đi mà có đã rồi. Dạ. Kết thúc clip lên cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà mình đã xem video ha. Dì với bác với Vinh. Thì đi tiếp.